Thì kính lắm này. Ê, cắn mình. Con điên này. Con này còn cụt đuôi thôi ạ. Thì cũng phải. Con điên này. Sao nhìn thế? Con điên đến mức độ nào ấy? Anh xin lỗi, Má. Hello tất cả anh em. Chào mừng mọi người quay trở lại với YVN TV. Thì ngày hôm nay mình vừa nhận được một món quà là một con rắn. Thưa rắn này là khá là mình nghĩ là khá là quen thuộc với cả hầu hết mọi người dân Việt Nam. Đối với thành phố thì không nói đến, bởi vì là chả bao giờ quen thuộc con rắn nào rồi. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu khui hộp để cho mọi người xem đây là con rắn gì nhá. Để nó dùng hộp cũ để nó gửi thế là ông xe khách ông không biết, ông ấy lật mẹ mặt cái dưới đáy lên. Thế là lại nhầm rằng không phải số mình. Ui, đẹp thế. Ôi. Anh gửi lắm đấy. Ôi thằng này điên à? Ôi, gửi lắm thế. Ôi, sao nó thế nặng vãi. Ôi, gửi nhiều thế. Ôi, đẹp thật đấy, nhưng mà sao nó gửi nhiều thế. Ơ, điên à? Ơ, nó gửi ba con này thì nuôi thế nào nào. Ơ, gửi nhiều thế. Ơ, lạ nhỉ. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt con này bọn này ra cho các bạn xem đây là rắn gì nhá. Mình sẽ cho vào cái hộp đó. Các bạn ơi, thì tôi đã chuẩn bị một cái hộp nhựa khá là to đó. Đây, hôm trước mình được ông Hoàng Cú tặng cho quà sinh nhật là mấy cái lon đèn cho rắn, đó tặng cho mình, tặng cho rắn. Đùa thế thôi, thì dù sao cũng cảm ơn anh, vì mình cũng đang rất là cần cái như thế này. Thế là cắt đồ nào. Thế là mình rất ngu khi mở cái này nhá. À, được rồi. Mình giỏi vãi lìn. Mình đỉnh đéo chịu được. Sẽ giải cái lót này ra. Lót này kiểu như là gỗ ấy. Lót trông dị vãi, lót của Trung Quốc các bạn ạ. Không biết lót này có dùng ok không, thì nó dùng mẹ nửa bao rồi. Nhưng mà sao nó gửi nhiều đấy, trời ơi. Thôi, nó bảo nó tặng mình cũng biết là nó bảo nó có ba con, nhưng mà mình cũng định lấy một con thôi mà. Ui, gửi nhiều đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt con rắn ra nhá. Để ở đây kiểu nó đái mẹ ra thì đái vào quần mình. Ui, bụng chặt ghê. À, cái này thì bố mình cắt mẹ cho lành. Đó, xong luôn. Ngỡ làm đéo cho mẹ. Con này thì nó không có độc nhưng mà nó khá là hung dữ các bạn ạ. Không phải hung dữ mà nó khá là nhát, nên là nó rất sợ mình các bạn ạ. Luôn. Quá đỉnh. Đây chính là một con rắn hổ ngựa các bạn ơi. Người ta hay nói là ra ngoài rắn rồng về nhà hổ ngựa ấy. Thì con này có tên là rắn rồng và hổ ngựa. Nhưng mà cái tên quốc tế của nó là Radiat Rasnek, có nghĩa là rắn bức xạ. Trông cực kỳ đẹp không các bạn. Ui, bình thường thì nó không màu như này đâu. Ui, con này màu đẹp thế. Con này màu đỏ đỏ cam cam này. Đẹp vãi. Mình nó không dám cầm nó bình thường bởi vì là sợ nó có thể nó quay lại nó cắn mình. Mặc dù bọn không đọc đâu nhưng mà kiểu cảm giác giật mình ấy các bạn. Nó phình hết người lên này. Đấy, để nó đe dọa mình là bố mày to lắm. Bình thường bọn này nó hay kiểu nó phình như này giống kiểu hổ mang ấy. Hổ mang thì nó sẽ phình ngang người ra để cho người to hơn.
mày bọn này nó phình dọc, và khi nó phình dọc như này xong rồi nó lại uốn người theo kiểu lò xo ấy để thủ thế đe dọa là nó sẽ cắn, thì nó phình như trong một cười đấy, như con cá ấy. Ủa, con này màu đẹp các bạn ạ, ủa con này màu đẹp thật sự luôn. Thì cất đầu trong này và đóng nắp lại, mình sẽ mang bỏ lốt hai con kia ra cho nó thoải mái. Ủa nhưng đẹp vãi, màu đẹp đã chịu được luôn, đỉnh thực sự. Ơi ui nó cắn mình, hùng ấy, hùng ấy. Được, con này được. Bây giờ mình sẽ cắn tiếp. Ui, cắn tiếp. Ui, con này màu vàng chanh luôn các bạn ơi. Con này cũng đẹp ghê á. Màu vàng này. Ui, vàng đẹp vãi. Vàng ở đâu đây, vàng kiểu hoàng kim ấy. Ui, đằng trước nó lại màu hơi hồng hồng nữa. Đẹp kiểu gì, đỉnh vãi. Ui, màu đẹp ấy. Màu đẹp ấy. Được đấy. Ui, bọn này mà là được cái các kiểu nhà mà mình dụ còn được hai cái thì mình cho đẻ luôn. Xịn luôn. Bây giờ mình sẽ cất con này vào đây. Ơ, con này ngoan này. Con này ngoan đấy. Ok, con này ngoan thì mình sẽ cầm con này để nói luôn cho các bạn là biết đây là con gì nhá. Chứ sợ bỏ ra vào đây xong rồi nó lại đéo ngoan nữa. Đấy. Và còn một con nữa mà. Thế là mình thôi vì con này ở trong chuồng nó đang bắt đầu nó hung hung nó bị cắn mình này. Đó, anh em ơi, thì con này tên nó là rắn sọc dưa. Tên phổ biến ở Việt Nam là rắn sọc dưa. Vì nó có sọc như này. Nó không biết là tìm thấy nó ở trong vườn dưa hay là do nó màu giống quả dưa đó. Và tên khác là rắn rồng hay là hổ ngựa gì đấy. Không biết tại sao họ gọi hổ ngựa nhé. Mình thấy cái tên phổ biến trong đội chơi pet biết đến con này thì là thành là hổ ngựa. Chắc là tại nó cũng nhanh nhẹn. Và chắc là nhanh như ngựa thôi. Bọn này thì nó phân bố ở Việt Nam này, Ấn Độ này, Myanmar này, Thái Lan này, Lào này, Campuchia này. Đủ các thể loại luôn, rất là nhiều, rất là rộng rãi. Con này thì tên tiếng Anh nó là Copperhead Rat Snake hoặc là Rabies Rat Snake, nó là rắn bức xạ nghe nó xịn sò. Bọn này thì bọn nó có một cái đặc điểm mà không thể lẫn yêu được là cái vạch, cái sọc ở trên người nó trông nó khá là đặc trưng, và ở trên mắt nó có ba cái vạch, ba cái tia này, ba cái vạch này. Đấy, thì khá là đặc trưng và không có con nào kiểu như thế này. Bọn này là cũng như con rắn khác là loài động vật săn mồi ban đêm, và bọn này thì thường ăn chuột này, ếch nhái, thằn lằn, đôi khi là cả cá và trứng nữa. Con này khá là phổ biến ở trên Việt Nam và rất nhiều người biết cái con này. Thì thực ra là những người mà hay gặp con này thì đều biết con này nó là rắn không độc và rắn hổ ngựa. Nhưng mà những ai không biết thì các bạn có thể nhìn thấy là như này, cái con như thế này thì nó là rắn hổ ngựa và nó không hề có độc. Nhưng mà mỗi tội là nó cũng hơi hung dữ một chút, cho nên là các bạn gặp nó thì không nên trêu nó. Trêu đó nó còn đuổi theo nó cắn ấy. Và buồn cười lắm. Dị vãi. Đây là những cái clip mà nó đuổi rồi theo ấy là trêu nó ấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì toàn là con này. Con này thì khá là hung và gọi là khá là máu chó luôn đấy. Về vấn đề nuôi nhốt con này thì các bạn có thể nuôi nó trong một cái bể dài khoảng tầm đây như con này sẽ cho vào cái bể khoảng tầm 60-80cm gì đấy. Chiều dài 60 thì vẫn hơi thấp, với ngắn 80 gì đấy là vừa. Và nhiệt độ của nó khoảng tầm từ 3 mấy độ C gì đấy và 3-35 độ C gì đấy là nhiệt độ mà nó phát triển nhanh nhất. Còn nếu mà tầm 30-35 gì đấy. Còn nhiệt độ lạnh mà nó có thể chịu được là khoảng tầm 26 độ C gì đấy. Chứ còn lạnh hơn nữa thì các bạn nên dùng cái tắt nhiệt hoặc là cái đèn sưởi. Nếu mà các bạn nuôi ở trong một cái bể, một cái rách hoặc nuôi ở trong một cái hộp nhựa có nắp thì các bạn có thể dùng cái bát sưởi để gắn dưới hộp. Còn nếu mà các bạn nuôi trong bể kính hay là bể gỗ mà nắp lưới thì nên dùng cái đèn sưởi đêm. Nhưng mà đèn sưởi đêm cực kỳ nóng cho nên các bạn nên bể ở ngoài chuồng, bể trên cái mặt lưới thì con rắn nó sẽ không chạm vào được, sẽ không bị bỏng. Đó, trong chuồng nuôi thì đấy, như mình đã nói là các trong chuồng nuôi thì đấy, các bạn như mình đã nói thì nuôi ở trong một cái bể khoảng tầm 80 cm đấy. Và lót chuồng thì nên chọn những loại lót nào mà nó thoáng và khô để nó không bị ẩm quá. Bọn này nó không sống kiểu đấy. Và mặc dù đây là một loài rắn đất, nó không phải là rắn cây, nhưng mà bọn nó vẫn có xu hướng hơi trèo lên cây để khám phá xung quanh. Xì vãi. Nhiều con nó kiểu nó biến thái thế đấy. Nó là rắn đất như thế này, nếu muốn đấy vậy thích trèo lên cây chơi. Đấy. Thế là các bạn cũng nên cho một cái khung lúa nào vào đấy vào để cho nó chơi. Nếu mà nuôi để sinh sản các đứa thì các bạn có thể nuôi một được hai cái gì đấy và không cần phải làm cái gì để kích thích chúng sinh sản, còn nó diễn ra rất là tự nhiên và dễ dàng.
Ui con này hiền vãi, mình phải chụp một cái ảnh mới được. Này nó rung vãi. Ở đây con này hiền này, con này ngoan vãi. Ở đây đó, nó quyến luyến mình, nó không muốn rời các bạn ạ. Ôi giời. Mẹ con điên. Ai nhỉ? Đây, đây còn con cuối cùng. Sao nó gửi nhiều thế, nó gửi tận 3 con. Thảo nào mình, lúc mình cầm cái hộp mình thấy nặng. Mình bảo, ơ, thế đéo nào sao con gắn nó nặng thế nhỉ? Lấy có một con mà sao nặng thế? Ôi giời. Ôi con này béo đấy. Nó như kiểu con sửa ấy. Béo phỉ kinh lắm này. Kinh lắm này. Ê, ơi, cắn mình. Con điên này. Con này con cuốn đuôi các bạn ạ. Ê. Cụ mày. Con điên này. Các bạn nhìn thấy. Con điên đến mức độ nào ấy. Anh xin lỗi, xin lỗi. Uống má. Con điên. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó điên vãi luôn các bạn ạ. Suýt là cắn chúng. Ê. Thôi vào chọn đi, đùa mày thấy đủ rồi. Ê, vào đi, vào đi. Đấy là bọn này. Mệt vãi. Thấy chưa? Đây là cái tội mà mày cắn tao nhưng mà mày phải cắn nhau như thế. Ngu. Đần. Cụ mày. Ôi đây, quay ở trong này ba con cùng một lúc thì mới nhìn rõ được cái màu của nó khác nhau như nào này các bạn này. Thấy chưa? Con này thì màu vàng này. Con ngoài cùng màu vàng, con giữa lại màu đỏ cam, con bên trong thì màu nâu. Nhưng con màu nâu này là đang chuẩn bị lột, cái mắt nó hơi đục. Cho nên là chưa biết con này là màu gì. Chắc là cũng nâu nhưng mà sáng ra một tí. Ok, cắn nhau này. Điên à? Ui, cắn nhau này. Hay là tí phải tách hai con này ra à? Cắn nhau với điên nhỉ? Như nào? Ok anh em ơi, chúng ta vừa mới khôi phục xong cái con rắn. Ui. Con điên này cắn nhau. Chúng ta vừa mới khôi phục xong rắn bức xạ, hay còn gọi là rắn rồng hay là rắn nổ ngựa đó. Trời ơi, con này giữ vãi đái luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng như thế nào nhỉ, cất nó ở một chỗ để cho nó thoải mái, để cho nó bình tĩnh lại nhá. Chứ bây giờ nó sung lắm, hai con nó sung nhất, nó cần cắn nhau. Cái con vừa tôi cầm chơi được thì nó hiền, nó làm yên một chỗ nên nó không bị cắn. Bây giờ chúng ta sẽ phải cất bọn này đi. Ok, tạm biệt mọi người và hẹn lại mọi người trong những clip sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ like, share và subscribe nhé.